Quý khán giả thân mến, những năm qua, trường phổ thông dân tộc nội trú quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã xây dựng môi trường giáo dục toàn diện kết hợp hài hòa với việc nâng cao chất lượng dạy và học, với việc tổ chức đời sống nội trú, chăm lo sức khỏe cho học sinh là người dân tộc Khmer trên địa bàn. Và cũng từ đó giúp các em yên tâm học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Và không những vậy, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc thì ban giám hiệu trường còn tạo sân chơi sôi nổi nhằm giúp các em học sinh có được tinh thần vui tươi, phấn khởi hơn. Trường phổ thông dân tộc nội trú quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ là trường dành cho con em người dân tộc Khmer với quy mô 18 lớp học gồm 462 học sinh. Các em được miễn học phí hoàn toàn. Những năm qua, ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, chăm lo về học tập, sức khỏe, sinh hoạt, giải trí cho học sinh. Hiện tại trường đang quyên góp các mạnh thường quân gây quỹ quyên góp cho các em học sinh 12 ở lại tại trường để học tập ôn thi tốt nghiệp phổ thông. Bên cạnh đó, đoàn hội đội cũng tạo các quỹ và quyên góp giáo viên, đoàn viên của trường gây quỹ để giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Ngoài ra thì theo chính sách, trường tổng kết điểm thi đua theo hàng tuần, tổng kết điểm ở cuối năm các lớp về nhất, về nhì và có phần thưởng cụ thể để cho các em tích cực hơn trong học tập. Đặc biệt, cứ vào dịp Tết cổ truyền Chân Trần Nam Thơ Mây của dân tộc Khmer, nhà trường còn tổ chức buổi họp mặt với nhiều hoạt động sôi nổi như múa, biểu diễn nhạc ngũ âm, các trò chơi dân gian, mang đến cho các em một không khí vui tươi, phấn khởi. Khi được khoác lên mình trang phục dân tộc Khmer, em thấy rất là vui và tự hào khi chính bản thân em đã giới thiệu cho mọi người biết những điệu múa cổ truyền của dân tộc Khmer. Thầy cô luôn là những người tận tâm về cách giảng dạy. Ngoài ra thì đến năm nay là lớp 12 thì trường cũng tạo điều kiện và hỗ trợ cho em ở ký túc xá, hỗ trợ những bữa ăn trưa để chúng em có nhiều cơ hội để học tập gắn bó với nhau, tạo điều kiện để cho chúng em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi lần này, để lại cho chúng em những kỷ niệm sâu sắc và những cái sự gắn bó khó quên nhất trong cuộc đời học sinh. Ngoài những hoạt động học tập ra, trường còn tạo cho tụi em tham gia các phong trào như thể thao, rồi văn nghệ, rồi múa hát. Và nhờ có những phong trào của trường, em mới có dịp được thể hiện tài năng của mình. Em cảm thấy rất là biết ơn và trân trọng tình cảm của thầy cô và nhà trường dành cho tụi em. Tổ chức hoạt động học tập kết hợp vui chơi cho các em học sinh, cũng như đặc biệt quan tâm đến tinh thần, chế độ ăn uống của các em học sinh cuối cấp, trường phổ thông dân tộc nội trú đã đảm bảo duy trì được chất lượng giáo dục của nhà trường, cũng như góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ lẫn thể chất.